Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo là vị thuốc quý được cho là có tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh nhân có khối u hay là bệnh nhân mắc ung thư sau xạ trị cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, loài nấm này chỉ xuất hiện ở khu vực dãy núi Himalaya và vùng cao nguyên Tây Tạng Trung Quốc nhưng bị khai thác quá mức nên đã dần cạn kiệt. Ấy vậy mà có một người phụ nữ ở ngoại thành Hà Nội đã và đang thành công với việc nuôi trồng đông trùng hạ thảo sau hơn 3 năm nghiên cứu. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ người phụ nữ này trong phóng sự sau đây. Ngoài tự nhiên, đông trùng hạ thảo sinh trưởng và phát triển trong môi trường khá đặc biệt, như độ cao phải từ 3.000m trở lên, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, điều kiện thổ nhưỡng trong lành không ô nhiễm, hàm lượng khoáng chất phong phú. Chính vì vậy, chúng chỉ có ở khu vực dãy núi Himalaya và vùng cao nguyên Tây Tạng Trung Quốc. Đông trùng hạ thảo ấy thì ngay từ đầu mình đã thấy cái dược tính của nó cực kỳ tốt. Thế thì khi mà nó với cái giá thành nó quá đắt như vậy mà người dân mình thì lại tiếp cận, khả năng tiếp cận là rất là khó mà chưa chắc phải là hàng thật. Mình mong muốn làm sao mình nuôi trồng cái loại nấm này đem lại cái hiệu quả tốt cho mọi người, sức khỏe cho mọi người và chắc chắn là hàng thật. Chính vì suy nghĩ đó, chị Hồng đã quyết định tìm hiểu để nhân nuôi đông trùng hạ thảo. Thế nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như chị suy nghĩ. Khi đầu tiên mình trồng toàn bộ là trên con nhộng đồng, nên lúc đó là mình cũng chưa biết cách làm á, cho nên là toàn bộ đều như hầu như là hỏng tới 90,9% là hỏng, gần như chỉ là đi đổi rác là chính thôi. Cứ như vậy, sau 3 năm, chị đã rút ra cho mình những bài học. Đó là thay đổi kỹ thuật nuôi trồng phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. Hiện có tới 600 loài, trong đó hai loài chính có dược tính là Cordyceps sinensis mọc trên đầu ấu trùng trong tự nhiên và loại Cordyceps mitaris được con người nhân nuôi. Với loại này, chị sử dụng nhộng tằm để thay thế. Trồng trên con nhộng tằm sống, tức là nó ký sinh một cách tự nhiên vào con nhộng tằm. Sau đó thì nó trải ra quá trình đấu tranh sinh tồn giữa con nhộng với cả cái nấm. Để cái nấm thì phải tạo ra các cái chất để tiêu diệt con nhộng, và con nhộng thì tạo ra các hoạt chất để kháng lại cái nấm. Thì đấy là quá trình đấu tranh một cách tự nhiên. Chỉ sau 60 ngày nuôi cấy, đông trùng hạ thảo đã cho thu hoạch. Hiện tại mỗi tháng cơ sở sản xuất trên 2.000m2 của chị Hồng xuất xưởng đông trùng hạ thảo 1 tấn loại tươi, 2 tạ dạng khô và 1,5 tấn dạng bột sinh khối. Mỗi một loại hiện nay trên thị trường thì nó giá bán nó cũng tùy loại. Ví dụ hàm lượng Cordyceps bin khoảng trên 10-12mg trên 1g á, thì nó hàng khô á, thì nó sẽ rơi vào khoảng 120 triệu một cân. Còn nếu mà cái hàm lượng từ 5 đến 6 thì cũng khoảng rơi vào 6-70 triệu một cân. Doanh thu thì một năm thì mỗi tháng được khoảng, doanh thu mỗi tháng được khoảng 1 tỷ gì đấy. So sánh với cái chất lượng sản phẩm của sản phẩm khác mình đã dùng, tôi đã dùng thì tôi thấy rằng là cái chất lượng của bên chỗ sản phẩm bên chỗ chị Hồng rất là tốt. Không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước, chị Hồng còn gửi sản phẩm đông trùng hạ thảo sang Dubai, Luxembourg, Thái Lan, Thụy Sĩ để chào hàng và đã nhận được nhiều phản hồi rất tích cực. Trong tự nhiên thì đông trùng hạ thảo thực chất là dạng ký sinh của loài nấm. Như vậy có thể hiểu đơn giản là yếu tố làm nên đông trùng hạ thảo là một vài loài nấm ký sinh vào giá thể. Vậy để nhân nuôi đông trùng hạ thảo trong điều kiện bình thường thì chị Hồng đã phải kỳ công như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu câu chuyện này. Đây là những con nhộng tằm được chọn lọc để làm giá thể cây nấm đông trùng hạ thảo. Nhộng tằm phải còn sống, đồng đều và được nuôi ở cơ sở uy tín, không sử dụng hóa chất. Trong nhộng tằm có đầy đủ các dưỡng chất nitơ, axit amin, tương tự như loài ấu trùng Phytaurotis trong tự nhiên, thích hợp cho bào tử nấm Cordyceps phát triển. Cái nhộng tằm khi mình mua về là mình mua toàn bộ là cái nhộng tằm là cái kén như thế này. Đây là kén, nhưng người mình có một cái cơ sở chuyên nuôi kén. Cái kén này sẽ được cắt ra và tạo thành những con nhộng, chọn những con lựa, những con nhộng tằm nào sống, nguyên sống như thế này. Thì sẽ được xay nhỏ ra cho vào gạo hoặc là được nhiễm một cách nhiễm nấm vào trong. Từ nguyên liệu chính là nhộng tằm, chị Hồng tiến hành hai phương pháp nhân nuôi. Phương pháp 1, nhân nuôi đông trùng hạ thảo trên ký chủ nhộng tằm. Ký chủ nhộng tằm còn sống, nguyên con. Những con nhộng tằm này sẽ được vô trùng các yếu tố vi sinh vật bất lợi. Sau đó, nấm Cordyceps mitaris được cấy trực tiếp vào cơ thể chúng. Phương pháp 2, nhân nuôi nấm đông trùng hạ thảo trên môi trường sinh khối.
môi trường sinh khối gồm có gạo lứt, cộng thêm nhiều loại axit amin và vitamin có ích chiết xuất từ giá đỗ, đỗ tương, khoai tây, nước dừa. Sau đó, môi trường sinh khối được hấp vô trùng 1-2 tiếng với nhiệt độ khoảng 125 độ C để khử trùng vi sinh vật bên ngoài. Tiếp theo, chúng sẽ được để nguội và tiến hành cấy vào tử nấm. Trong một cái lọ nuôi trồng như thế này thì nó cần có khoảng 35g gạo và 65ml nước. Xong 65ml nước đấy thì có 5ml là nước dừa và 60ml là thành phần là nước khoai tây này, nước giá đỗ này, nước nhộng tằm xay này. Mình trộn đều lên, cho vào đây. Đấy, sau đó thì cho vào khử trùng thì được ra cái sản phẩm như này. Hấp thanh trùng là công đoạn quan trọng không thể thiếu đối với cơ chất nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Nhiệt độ cao sẽ tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm mốc có trong đó. Đặc biệt, trải qua khoảng 2 tiếng hấp, gạo lứt cũng như dung dịch cơ chất sẽ được làm chín. Sau khi hấp, cơ chất được làm nguội tức thời trong phòng lạnh và đưa vào cấy giống. Sau khi cấy giống, các lọ cơ chất này sẽ được để vào phòng ươm sợi từ 7 đến 10 ngày. Cái phòng ươm sợi thì nó khác với các phòng nuôi này là điều kiện tối, toàn bộ là tối, không có ánh sáng. Và thứ hai nữa là cái nhiệt độ là nhiệt độ nó phải thấp hẳn xuống, ở dưới 17-18 độ thôi. Và đều như vậy, có ánh sáng thì cái ánh sáng này nó sẽ làm già các tế bào. Sau khi cấy giống khoảng 10 ngày, các lọ nấm này sẽ được đưa sang phòng chiếu sáng. Trong điều kiện nhiệt độ 18-20 độ C, độ ẩm từ 70-85%, nấm bắt đầu kết mạng trong ruột nhộng tằm hoặc hỗn hợp sinh khối. Từ đó, hệ thống quả thể là các đầu tua ra bên ngoài dài từ 8 đến 11cm. Như vậy, chỉ 60 đến 65 ngày sau cấy giống, đông trùng hạ thảo sẽ cho thu hoạch. Hàm lượng chất cordycepin và adenosine trong đông trùng hạ thảo nhân tạo tại đây được kiểm chứng bằng 60% so với đông trùng hạ thảo tự nhiên.